Chiều ngày 7 tháng 1, Hội đồng Nhân dân thị trấn Lang Chánh khóa 20 nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 2, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019, xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban thị trấn Lang Chánh khóa 20 cùng một số nội dung khác theo luật định. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn đã được nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2019, dự toán phân bổ ngân sách năm 2020, báo cáo kết quả của hoạt động Hội đồng Nhân dân thị trấn năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020 và những kiến nghị của cử tri tới Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị trấn, báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện pháp luật năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, trong điều kiện có những khó khăn nhất định, lại là đơn vị hành chính mới sáp nhập với xã Quang Hiến, song việc phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Lang Chánh tiếp tục giữ ổn định và có bước tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ước đạt 17,4 tỷ đồng, sản xuất công nghiệp tiêu thụ công nghiệp ước đạt 368,5 tỷ đồng, doanh thu thương mại dịch vụ ước đạt 427,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng trên một người một năm, thành lập mới được 15 doanh nghiệp vượt 2 doanh nghiệp so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 6,6%, giảm 3,2% so với năm 2018. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được thực hiện tốt. Công tác y tế, giáo dục, thông tin, tuyên truyền được tăng cường, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm về một số hạn chế trong thời gian qua, kỳ họp lần này của Hội đồng Nhân dân thị trấn đã có nhiều đổi mới, dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Hầu hết các ý kiến chất vấn tập trung vào những vấn đề dân sinh bức xúc như quan tâm đến đèn chiếu sáng đường giao thông, thu gom rác thải phải thực hiện theo đúng lịch, cần có tín hiệu thông báo trước khi thu gom, mất an toàn lưới điện tại khu vực ngã ba tòa án vào phố Nguyễn Trãi, bê tông hóa đường lâm nghiệp đi làng Phống Bàn, đề nghị di rời trường mầm non thị trấn 2, mở rộng đường đi Chùa Mèo, chỉnh trang tuyến đường văn minh đô thị, công tác vệ sinh môi trường lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Tại kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng đã tiếp thu giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân thị trấn quan tâm. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị trấn Lang Chánh đã thông qua các nghị quyết gồm nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nghị quyết về tình hình thực hiện thu chi ngân sách năm 2019, dự toán phân bổ ngân sách năm 2020, nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân năm 2020, nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân năm 2020.